Rồi, hello mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến một cái bài nó nói về một cái thư viện gọi là Flyway, áp dụng cho MySQL. Thì cái Flyway này để làm gì? Khi mà chúng ta cần phải migration hay chúng ta cần phải migrate database, tức là trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta có một cái sự thay đổi. Thường thì trong Java Spring chúng ta hay sửa cái file application.yaml hoặc là application.property. Và trong này chúng ta hay sửa cái DDL auto bằng drop grid. Có nghĩa là ở trong này chúng ta có những cái mô đồ nào, những cái thực thể nào mà có sự thay đổi so với cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta kết nối đến, thì cái cơ sở dữ liệu đấy sẽ bị xóa đi và thay bằng cái mô đồ này. Thế thì rất là nguy hiểm. Đấy. Cái đấy thì khi chúng ta dev, khi mà chúng ta cái code của chúng ta ở giai đoạn phát triển thì ok, được. Nhưng mà khi mà production mà cái chỗ này ông nào cũng lại sửa thành drop grid thì rất là nguy hiểm. Đấy. Ở trong trong này code chúng ta release một cái bản, nó có thêm một cái bảng. Hoặc là chúng ta xóa bớt một cái thực thể nào đó đi. Cái mô đồ nào đó đi. Đây, ở trong này chúng ta có các bảng như bảng product này, bảng order này, vân vân này. Nên nhỡ tay chúng ta xóa bớt một trường hay là chúng ta xóa hẳn cái thực thể đó đi, thì là trên database cũng mất theo. Làm như thế thì rất là nguy hiểm, để chúng ta tránh làm như vậy. Và để cho an toàn thì chúng ta sẽ phải đánh các cái sự thay đổi đó thành các cái phiên bản, nó kiểu như thế này. Đấy. Version 0, version 1, version 2 đó. Và mình sẽ quy định một cái phiên bản đầu tiên của ta, một cái phiên bản đầu tiên khi mà bật cái ứng dụng Java Spring lên. Phiên bản tại thời điểm hiện tại nó gọi là baseline version, baseline. Đấy. Thế thì cái quá trình thay đổi giữa các phiên bản này, chẳng hạn như ở trong này chúng ta có một cái các cái câu lệnh SQL để thực hiện cái sự thay đổi. Ở đây chúng ta cũng có câu lệnh SQL cho version 1 và đây các cái câu lệnh SQL cho version 2, vân vân và vân vân. Ở dưới này có nhiều version khác nữa, version 3, 4, 5. Thế chính vì thế cho nên mình mới cố tình mình vẽ cái chỗ này làm sao? Nó to ra, đấy, nó có sự thay đổi mà, nó phình ra. Xu hướng thì chúng ta sẽ tránh bóp lại, bóp lại nhiều khi nguy hiểm hết. Đấy, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là từ cái phiên bản cũ lên phiên bản mới, nó sẽ rất nhiều lỗi hoặc là lỗi ở phía khách hàng khi mà họ lên cái phiên bản mới. Đúng không? Thế nên là cái cách an toàn là thường là chúng ta sẽ mở rộng ra. Đấy. Tức là chúng ta có thể thêm một cái trường dữ liệu vào và chúng ta tránh là xóa cái trường dữ liệu đi. Thì ở đây các bạn thấy là các cái version, version 0, version 1, version 2. Đấy. Nếu mà cái version hiện tại chúng ta đang đứng ở trong Java Spring chúng ta đặt là 1 thì sao? Thì tất cả những cái file mà có chữ V1 gạch gạch dưới đằng sau này nó sẽ không chạy. Đấy. Nhưng nếu chúng ta đặt là cái baseline của ta là version 0 thấp hơn cái file này thì nó sẽ chạy. Okay. Đấy. Đây là cái baseline. Tức là cái version mà chúng ta đang đứng ở cái thời điểm đấy. Tất nhiên cái sự thay đổi này thì nó sẽ được lưu vào trong một cái gọi là schema history table. Đấy, nó sẽ tự sinh ra một cái file, không phải file mà một cái bảng trong cơ sở dữ liệu. Và cái bảng này nó gọi là bảng schema history table. Ở đây trong cái ví dụ này thì chúng ta sẽ sử dụng cái MySQL làm cơ sở dữ liệu. Đấy, thì chúng ta vẫn đi tiếp cái ứng dụng shop app về cái cơ sở dữ liệu chạy cho bài này. Đấy, thì các bạn vẫn vào cái thư mục như mọi khi mà mình share cho mọi người. Thì trong cái thư mục này các bạn mở MySQL đó. Các bạn có thể là import cái file SQL này vào trong cơ sở dữ liệu của mình. Đấy, các bạn vào PHP MyAdmin vào trong này là shop app. Đây, cơ sở dữ liệu shop app. Cái này có hết data rồi. Đấy. Thì khi mà các bạn import cái bài số 06 vào thì chúng ta sẽ có cái data để thực hiện cho cái bài này. Chưa? Có thể trước đó nữa thì chúng ta sửa đổi gì đó thì không biết, nhưng ở đây là mình đã lưu lại một cái bản là bản 06, bạn có thể lôi về để thực hành cho bài này. Và sau khi thực hành xong thì nó sẽ được migrate lên bản xem là shop app trừ 07. Cái khóa học này thì ngoài các bạn học trên Udemy ra thì chúng ta vẫn có thể xem tiếp phần nâng cao ở trong cái list này. Đấy, mình sẽ bổ sung thêm rất nhiều video vào đây để cái khóa học chúng ta được cập nhật liên tục. Bước thứ nhất là chúng ta cần phải cài thư viện các bạn nhé. Đấy thì chúng ta mở file form.xml. Chúng ta mở đến cái chỗ gọi là dependent. Các bạn lên Google, các bạn search cái gọi là FlywayDB.
À, từ khóa này chúng ta search là FlywayDB Maven. Thế tại cái thời điểm mình làm cho các bạn là chúng ta đang làm từ điển ngày 10 tháng 1.0 đúng không? 10.1.0 release ngày 22 tháng 11 2023, rất là mới. Cái này mấy hôm thôi. Rồi chúng ta vào đây và copy cái đoạn code này. À, vì cái cơ sở dữ liệu trong bài của chúng ta là MySQL. À, là paste vào đây. À, cho nên là ngoài cái Flyway Core ra, chúng ta sẽ phải cài thêm cái Flyway MySQL nữa, và hai cái này là chung phiên bản. Ở đây thì nó đang hỗ trợ đến MySQL 8.1 rồi. Và trong bài này thì chúng ta là 8.2. Nên là tuy nhiên nó vẫn chạy được. Đấy, nếu các bạn thực hành sau cái thời điểm tại tại cái thời điểm các bạn đọc cái video này mà có cái version mới hơn thì chúng ta hãy paste cái version mới hơn vào đây và chạy thử xem nếu có lỗi gì thì chúng ta comment ở dưới video. Rồi các bạn nhớ cầm cái Ctrl S để cho nó reload các cái thư viện này về. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ quay lại, chúng ta xem cái cơ sở dữ liệu này có những gì cần thay đổi hay không. Đó. Chúng ta quay sang đây. Chẳng hạn như chúng ta cần có một cái số sự thay đổi nào đó. Ví dụ cái category này là sao? Chúng ta vào cái bảng category, đồ điện tử đây, bánh kẹo vân vân, thì là chúng ta xem lại cái cấu trúc của nó một chút. Rồi, mọi người có thể xem bằng giao diện, nhưng mà tớ thì tớ thích xem bằng ấy cơ, tớ thích sử dụng terminal cơ. Rồi chúng ta vẫn là tiếp tục, và bài này thì chúng ta vẫn dùng cái Docker mà hướng dẫn cho mọi người từ các cái bài trước rồi. Chúng ta sẽ Docker PS. Rồi bật rồi, chúng ta sẽ chui vào trong cái thằng MySQL container này, MySQL cả 8 container này. Các bạn copy cái tên container Docker exec trừ IT là interactive mode, tên container và bash shell. Chúng ta chui vào bash shell của MySQL 8 container và chúng ta gõ lệnh là gì? MySQL trừ user root trừ p, gõ password 1234. Cái bước này thì đã hướng dẫn cho mọi người từ cái video trước trước nữa về cái phần deploy rồi, mọi người có thể xem lại. Chúng ta user shop app. Rồi. Chúng ta kéo cao cái cửa sổ này lên. Chúng ta show table. Này cái kết quả ở đây với lại ở bên này thì nó không khác gì nhau nhá. Chẳng qua thì mình dự thích dùng lệnh. Mọi người sau này có thể lên server thì chúng ta sẽ nên phải biết đến cách dùng lệnh nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ describe cái category xem. Rồi. Thì các bạn thấy rằng là cái category này, cái trường name của nó chưa có chưa 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 có cái thuộc tính unique đúng không? Có nghĩa là bây giờ mà tớ mà đặt tên hai cái name, mình mà đặt hai cái trường tên giống nhau, hai cái category giống nhau thì là không ổn. Thì là không ổn mọi người nhá. Đấy, ở đây mà mình đặt hai cái trường name mà giống nhau là không ổn. Ví dụ luôn này. Đây chẳng hạn như tớ có đồ điện tử rồi và tớ muốn tạo thêm một cái nữa đồ điện tử. Ta sẽ gọi lệnh là gì? Insert into category, danh sách các trường là name, ID tự tăng rồi, value. Đấy. Ok, đồ điện tử. Chấm phẩy. Sau đó chúng ta bấm go. Đó, thì chúng ta thấy là vẫn insert được, cái này nguy hiểm quá. Cái database của ông này thiết kế lởm rồi, đúng chưa? Nếu ông này thiết kế lởm rồi, thôi xóa đi. Đấy, xóa cái này đi. Yes. Thế về sau ông nào ông cố tình ông ấy cho thêm tên giống nhau vào là thôi, là hai cái category giống nhau là không ổn. Đấy, thế nên là mình phải có thêm cái rằng. Rồi, thì tất cả những cái câu lệnh SQL đó liên quan đến sự thay đổi của chúng ta. Thì chúng ta hãy cho vào đâu ạ? Chúng ta hãy cho vào cái này đi. Ở đây chúng ta không nói đến V0 bởi vì là cái V0 là cái phần mà nó tạo ra cơ sở dữ liệu ban đầu. Thì thôi, cái đoạn đấy là ta đã làm từ các cái bài trước, ta tạo bảng rồi các thứ tạo bằng tay, ok đấy là coi như version 0 rồi. Và chúng ta hãy bắt đầu từ version 1. Chúng ta hãy baseline bắt đầu từ version 1. Đúng chưa? Rồi, thế tí nữa các bạn sẽ theo dõi dần dần sẽ hiểu rõ về cái baseline mà mình nói. Rồi vào đây, chúng ta sẽ config cho cái phần flyway. Đây, đây là tùy biến cho flyway. Thì ở đây cái flyway mình phải cho họ biết là mình lưu các cái file SQL, tức là các cái file script này này các bạn này, đây này. Mình lưu các cái file script này ở đâu? Đây, cái file xanh xanh này. Chúng ta lưu ở trong thư mục DB Migration hoặc là DB Migration. Đấy. Thì các bạn tạo ra hai cái thư mục này cho mình.
Sau đó cái dép này là gì ạ? Là trong giai đoạn phát triển, tức là khi chúng ta chạy mình IntelliJ này. Còn cái DB migration này là gì ạ? Là sử dụng trong cái giai đoạn development, tức là khi mà cái hệ thống của ta đang vận hành trên server Linux, trên cloud. Rồi thì các bạn tạo ra một cái thư mục ở trong resource. Bạn chuột phải thôi nhá. Ta new folder directory này. Xong chúng ta tạo ra một thư mục dev, xong trong dev chúng ta tạo ra thư mục DB. Bên trong thư mục DB chúng ta lại chuột phải tạo ra thư mục migration thì nó sẽ được cái đường dẫn như thế này. Rồi và trong này chúng ta sẽ có một cái file ta đặt tên nó là new. Ta đặt tên nó là V1 version 1 alter some table. Thay đổi một số bảng nào đó. Thì chúng ta gọi tên là gì ạ? Đầu tiên các bạn phải có cái -v là viết tắt của version 1. Đấy, các bạn muốn nó thay đổi thì các bạn đánh cái này cao hơn cái baseline thì nó sẽ thay đổi. Ta giả sử chúng ta đang baseline là 1 và chúng ta gọi đây là V1 alter some table. Enter. Cái lệnh đầu tiên chúng ta cần phải là gì đây? Bỏ bỏ qua mấy cái chỗ này đi. Giờ tớ không thích dùng giao diện lắm, thích gõ lệnh để mọi người sang cái inspection, bỏ mấy cái này đi. Đây nhá, chúng ta sẽ thay đổi bảng category và để cái trường name nó ngắn thôi và đồng thời là thêm ràng buộc unique, có nghĩa là không được phép giống nhau. Một thằng tên là bánh kẹo rồi thì không được có thằng thứ hai tên là bánh kẹo. Rồi ta xem bảng product xem nào. Describe product SC. Thì cái bảng product này nó có cái trường là trường price đang để số thực. Thì để số thực thì cũng không ổn lắm. Các bạn biết tại sao không? Tức là bây giờ cái giá cả của người ta thì chả mấy khi người ta mua. Tôi mua với cái giá là 1,15,23456 đô la, đúng không? Thì tạm cũng chỉ lấy đến hai số sau dấu phẩy thôi. Đấy. Mà ở đây thì nó lại có cái trường riêng để phục vụ cho những cái giá rổ tiền bạc cái trên trời dưới biển này rồi. Thì đấy gọi là kiểu decimal. Như vậy là trên này chúng ta cũng cho thêm một cái nữa là cái decimal vào đây. Đấy. Trong cái bảng product ta cho thành cái decimal. Rồi. Rồi các bạn bảo các bạn sẽ có câu hỏi là sao anh không paste luôn cái đống lệnh ấy vào đây. Như thế này. Tức là khi mà chúng ta chạy như này thì chúng ta cần phải biết là các cái giai đoạn chúng ta phát triển chúng ta cần phải sửa những cái gì ta cho ở đây. Tất nhiên các bạn paste xuống dưới này thì nó cũng chạy thôi. Nhưng mà về sau mình làm teamwork, làm teamwork cái database của mình nó ảnh hưởng đến nhiều nhiều nó ảnh hưởng đến cả team. Đấy, cho nên là cái quá trình thay đổi nó phải được đánh version ở đây. Đấy, để về sau chúng ta nhìn vào chúng ta có thể là kiểm soát được là chúng ta đã thay đổi những gì. Rồi, cái trường thumbnail các bạn xem trước cái trường thumbnail này bao nhiêu. Ông này ông lại làm độ 300. Thế thì các bạn biết thừa là cái trường thumbnail này nó là gì nhỉ? Tên của cái file ảnh. Đúng không? Mà cái tên của cái file ảnh này thì cùng lắm nối vào cái phần HTTP 2 chấm gì đấy ra được cái đường link ảnh ấy thì maximum cái chỗ đấy lên được 255 thôi. Cho nên là để 300 nó coi như là bị thừa mất 50, chả bao giờ sờ đến, thừa thãi. Cho nên là cái chỗ này tạo bỏ, tao cũng sửa nó thành 255 thôi các bạn nhé. Tất nhiên được phép null vì sao? Nên là ảnh thì ảnh của sản phẩm thì có thể là chưa có ngay. Rồi, tiếp. Tiếp theo các bạn đặt thêm một số cái trường như này nữa. Ví dụ như là trong bảng user thì cái phone number cho 15 thôi. Và ngắn ngắn thôi. Để cái password này để 60 đấy, kiểu dạng như vậy. Độ dài 60 rồi. Cái role ID thì mặc định là bằng 1. Ta thử xem là hiện tại nó đã mặc định bằng 1 chưa nhá. Các bạn DSC user. Thì là cái này là bằng 1 chưa nhỉ? Đây, role ID là bằng null nên không ổn. Tức là khi mà tạo ra một user mới thì là mặc định ông là quyền quyền một là quyền user. Đấy, quyền hai là quyền admin. Mặc định ông là người dùng bình thường user. Thì đỡ phải đi update lại cái này về một. Ta sẽ cho mặc định là một nhá, đừng để null. Ok, như vậy là ta sẽ set default thay bằng một. Tương tự như thế cái order detail đi xem nào. DESC order detail. Đấy. Thì cái trường order detail cái bảng order detail này thì mình thấy là price này cái này phải đổi sang decimal này, cái này đổi sang decimal này, mười decimal lấy hai số sau dấu phẩy thế này, cái tổng số sản phẩm nó không được để null này, mặc định là một đấy mới tạo ra thì là cái sản phẩm nó ít nhất ông phải mua một cái, thế không thì chờ coi vào order làm gì.
Total money thì là cái này là bao nhiêu? Thì cái này thì cũng phải là decimal mọi người nhá. Nên liên quan đến tiền bạc decimal hết. Ok, ta copy cái đoạn này. Vứt xuống đây. Đấy. Đây là ta set trường number trường cao đấy mà. Tổng số tiền là level đấy. Chúng ta đổi giống như vừa nói. Ok, thế thôi, còn những cái trường nào các bạn muốn thay đổi gì nữa thì chúng ta lại tiếp tục nhá, thay đổi sau. Đấy. Tuy nhiên là chúng ta còn cái sự thay đổi đó trong vài nhiều bài tiếp theo nữa, cho nên chúng ta yên tâm. Rồi chúng ta hãy dùng cái Flyway làm nền và chúng ta chạy bài này xong về về sau vài bài nữa có thể chúng ta vẫn dùng đến Flyway để nâng cái version này lên, update thêm một số thứ khác. Rồi bây giờ đến cái phần config để làm sao cho cái sự thay đổi này mỗi lần bật Java Spring bật app lên nó phải chạy ngay. Và lần sau nó thấy lần trước hai lần giống nhau thì thôi nó không làm gì cả, nó không thay đổi gì cả. Chúng ta cần phải cho thêm vào trong cái phần configuration này một cái file là class các bạn đặt tên là flyway config nhé. Thì cái này chúng ta là để gì? A à, configuration configuration. Ok chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta quay sang các cái biến môi trường. Các cái biến setting cho thằng flyway. Đây, cái phần mà setting cho flyway đây. Đây, tap vào. Tap vào. Thế cha của nó là gì? Cha của nó là Spring. Spring này. Xong các bạn tap vào này. Xong đến mới đến flyway này. Đấy, có mấy cái thằng này. Đấy. Ta mặc định là cái phiên bản, nếu mà không nói gì thì nó hỏi, nó sẽ mặc định baseline là bằng 1. Tức là chúng ta đang đứng ở phiên bản 1. À, bây giờ chúng ta muốn biết cái giá trị của cái location thì mình này thì mình không thể copy cái này xong rồi ném vào bên bên thằng thằng này được. Ta làm thế nông dân quá mà ta sẽ phải dùng biến gì? Biến value này a còng value. Tức là đọc một cái giá trị ở bên trong thằng này, import class. Đây nó sẽ là thằng này. Factory annotation value nhớ nhá. Có nó nhiều cái value khác lắm, bạn import nhầm ở chỗ này báo warning tóe tóe khói luôn. Đấy, thế này là đọc cái biến Spring Flyway Location, biến đó nằm ở trong application.iml. Đây nó chính là cái biến này. Đấy, chúng ta không gõ tay vào nhé mà chúng ta đọc. Tiếp theo nữa là để cái Flyway config này cần phải kết nối xuống DB database, thế nên nó cần phải biết cái gọi là URL, cái kết nối xuống database. Như vậy là cái kết nối của ta đây, data suộc URL. Như vậy mình phải đọc được cái biến data suộc URL này ra. Đúng chưa? Data suộc URL. Copy cái biến này vào trong kia. Trong cái flyway config thì các bạn không thể copy cứng vào đây được mà phải sử dụng gì? A còng value nó đọc. Để sau này ta có sửa đổi cái URL này, ta chỉ cần sửa mỗi cái chỗ application.iml là xong, chứ đừng có lại lại mà sửa mấy chỗ liền lúc deploy quên hết. Lỗi tè lè luôn. Rồi, bây giờ cần phải có cái gì nữa nhỉ? Mật khẩu để kết nối vào database. Đây. Mật khẩu đây là nó gọi là username, là root và mật khẩu đây. Đây. Để kết nối xuống database. Rồi cái MySQL root password, mấy cái biến này thì mình đã nói ở cái bài deploy trong Docker Composer rồi nhé, ở các bài trước nữa. Để vào xem lại. Đấy ta truyền hai cái biến này xuống. Như vậy ở trong này có bắt được hai cái biến đấy thì ta phải thông qua đâu? Đấy, thông qua hai cái thuộc tính a còng value này. Username và password. Rồi, tiếp theo là chúng ta đến cái phần khởi tạo dùng bin. Tức là chúng ta sẽ khởi tạo cái đối tượng flyway config này ngay khi cái application ta bật lên. Như vậy chúng ta phải có a còng bin. Ok. Chúng ta sẽ khởi tạo biến flyway trong này. Đây, cái code khởi tạo này. Các bạn bấm an enter import class flyway. Cái data suộc ở đâu? Đấy, tạo cho nó một cái biến data suộc đi, bởi vì đâu đó có thể là ta sẽ cần đến nó. Đấy, data suộc, bấm an enter, import class. Đây, driver manager data suộc, nhớ nhá, đấy, cái đường dẫn này. Đấy, xuống đây. An enter. Đây nữa,
Java X data source này nữa. Đấy, xuống đây được rồi. Thế là từ cái data source này thì nó sẽ tạo ra được cho chúng ta cái gì? Đối tượng flyway. Đó, nhớ đặt debug vào đây. Đây, cái đoạn migrate hay hay lắm này. Đoạn này chính là gì? Chính là run cái SQL file đó. À, chính là cái đoạn mà chạy cái file SQL kia kìa. Cái file này này. Ừ. Chỉ chạy khi nào? Chỉ chạy khi mà cái version này nó mới hơn thôi. Nhá. Cái version trong này chúng ta đánh mới hơn cái baseline. Ta để baseline on migrate bằng true có nghĩa là gì ạ? Thế này là mặc. Bây giờ ta set cho nó một cái baseline version là bằng 0 để tí nữa nó chắc chắn nó chạy cái V1 này này. Vâng này. À, chúng ta chú ý là cái cách đặt tên nhá. Đấy, cái đặt tên V1 và hai dấu gạch ở dưới. Và sau nữa là cái tên công việc của chúng ta. Nhưng quan trọng là cái đầu tiên nó có cái V1 này này. Đấy. Ta để baseline version bằng 0 có nghĩa là nó sẽ chạy V1 bởi vì V1 lớn hơn cái version hiện tại của ta. Đây, chỗ này chúng ta cũng đặt luôn đây cho chắc ăn. Ở đây mọi người thấy là có hai cái tham số này ở đây với lại cái tham số này thì sẽ có một cái câu hỏi đặt ra là sao mình không dùng mỗi một chỗ thôi mà dùng hai chỗ làm gì, thì thực ra cái này mình đã test trên bản Windows với bản Mac rồi. Đó, ok, chạy trên bản Mac thì ok nhưng sang bản Windows thì nó lại không tìm thấy cái tham số này đó, hoặc là nó gọi cái này trước mà cái kia sau, thành ra là chắc ăn nhất thì chúng ta sẽ để vào cả hai nơi. Application.iml và bên trong cái thằng này nữa. Rồi. Cái file này. Đây nhá. Một cách để kiểm tra nhanh nhất là chúng ta kiểm tra trước khi chúng ta migrate. Trước khi chúng ta migrate thì chúng ta DSC để describe cái bảng này. Thì ta thấy cái độ dài của cái thằng này đang là 100. Đấy, sau khi migrate thì nó phải tụt về còn có 50 thôi. Đấy. Tiếp theo nữa mấy cái price này cũng thế, chúng ta sẽ DESC và product. Thì là trong này chúng ta sẽ cho nó thành gì ạ? À, đây nó đang price. Và nếu mà sau sau khi chạy xong migrate thì nó phải trở về là decimal 12 thì mới đúng. Rồi chúng ta sẽ chạy thử chạy luôn nhá. Bạn có thể chạy luôn được. Ra thì cái này cũng không nên nếu mà không debug thì là chúng ta có thể là hiện ra system out printline ở đây hiện tạm ra xem chúng ta để migrating rồi chúng ta cho 3 dòng một tí nữa chúng ta xem nó có hiện ra không, tức là nó đã đi qua rồi các bạn chạy nhé. Rồi đấy, chúng ta thấy nó sổ ra một đống ok started rồi nhá, chúng ta lên trên xem cái log ở trên đây nó đang báo là chúng ta chưa đang là mới nhất rồi, tức là đâu đó chúng ta đã chạy cái migrate này rồi, rồi chúng ta sẽ show table thằng này lên xem nào, đây flyway schema history ta xóa hết cái lịch sử đi, delete from tên thằng này where 1 bằng 1, xóa hết, rồi select sound from cái flyway schema history xem cái bảng này còn gì nữa không. Rồi xóa hết rồi. Rồi ta chạy lại lần nữa. Run. Đấy, ok rồi đấy. Đây này. Chúng ta search cái từ migrating xem nó hiện ra chưa. À, đây, có hiện ra rồi các bạn nhé. Đây này. Đấy, thì ở đây nó có mấy cái warning hiện ra, không sao cả. Đây, sẽ chỉ cho mọi người mấy cái warning đó. Truncated đây này. Tức là họ bảo là sao cái trường này mà bạn chuyển, tức là bạn đang bóc nhỏ nó đi đúng không? Chuyển từ cái price là float mà lại chuyển về decimal, tức là giá trị nó đang 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 thu hẹp bóp lại, cho nên là có thể nó sẽ bị truncated, nó sẽ bị cắt chẳng hạn như này nhá, chẳng hạn như là cái float của các bạn là 12 15,2345 như này, thế sau khi convert sang decimal thì nó sẽ thành thành như này 15 phẩy bao nhiêu 21. Đấy, nó còn mỗi thế này thôi. Đấy. Từ đây convert xuống đây còn mỗi thế này thôi, cho nên nó bị truncated. Đấy, tuy nhiên trong cái database này các bạn chắc chắn là chả có cái giá nào tôi lấy đến 3 số giao dấu phẩy cả. Đấy, cho nên cái việc cái thông báo này hiện ra là không có gì đáng sợ các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa. À, chúng ta sẽ
Describe cái trường category lại lần nữa nào. Đấy. Các bạn thấy đấy, hồi về 50 ngon rồi đây này. Đấy, về 50 rồi. Về 50 rồi. Ok. Rồi, tiếp theo. Chúng ta xem cái trường price nó đã về decimal chưa? Describe product SE. Đấy, ok, ngon rồi đây này. Về decimal rồi đây này. Được chưa? Tiếp theo, bảng product. Cái phần thumbnail về 255 chuẩn rồi. Tiếp theo là cái bảng user nữa, describe user. Rồi, chúng ta thấy là có những cái trường này nó đã về đúng cái giá trị của nó rồi. Đây, phone number về 15 rồi này. Password về 60 rồi này. Đấy. Ok. Cái password liệu nó có rủi ro không nhỉ? Xem nó có bị truncate kết không nhá. Các bạn xem nhá. Truncate kết là nguy hiểm đấy. Bởi vì là cái password mã hóa rồi, đấy, không không thấy báo gì, nghĩa là trong cái data này của ta nó không 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 có chỗ nào bị ấy cả. Ok rồi. Cái total money của thằng order detail xem sao. DSC order detail. Đấy. Thì đây cái total money của bạn là nó decimal rồi. Ok, giá trị mặc định đây rồi. Ngon hết. Yeah. Number product sản phẩm. Số lượng sản phẩm rất là bằng 1. Ok chưa? Rồi, như vậy cái migrate của ta đã xong. Ok, bây giờ mình sẽ export cái ok, chắc là cũng không phải export đâu. Cái database thì các bạn sẽ lấy của cái thằng 07 nhé. Bây giờ mình zip lên rồi mình cho lên bản 07. À, bây giờ chúng ta thử select sound from cái bảng Flyway Story này xem. Đấy, nó có rồi. Đấy. Nó cho mình biết là mình đã migrate cái gì, cái lịch sử migrate của mình là như thế nào. Được chưa? Đấy, cái này là giống như cái sơ đồ lúc đầu slide mình có nói đấy. Rồi bây giờ mình sẽ export cái file SQL sau khi mà đã migrate. Đây, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta sẽ export để dành cho các bạn nào mà có sử dụng đọc đến cái tút này thì nhớ là lấy được cái file này về. Chúng ta sẽ đặt tên là 07. Tức là 06 là trước khi migrate và 07 là sau khi migrate. Rồi, chúng ta sẽ import lên đây cho các bạn. Đây, nhớ file này các bạn nhé. Rồi, cái file thì chắc là vẫn là shopfn 21 thôi vì nó thay đổi không không nhiều lắm. Cho nên mình cũng không nâng thằng này lên, shopfn. Rồi, ta đè vào đây nhá. Đấy, thì source code các bạn có thể lấy cái thằng này về. Ok, đấy, như vậy là xong cái tút này rồi. Mọi người có câu hỏi gì thì chúng ta nốt ở dưới video, mình sẽ làm tiếp các cái tút tiếp theo.